Anh em nhìn đây này, đây mới là đỉnh cao của vật lý Newton. Nhìn nhá. Non. Được, để chị. Ừ. Thế, nhìn thế này. Ôi giời ơi, đen thế. Chắc chạy nó đéo rồi đấy. Nhìn mình thấy anh này. Ôi, thấy gì chưa? Nào, tất cả mang tay ra đây. Thằng này là cháu cụ rùa ấy sao? Cụ rùa là quý là người gây ta như thế đấy. Nào, ô, con để chứ đảo nhỉ? Bỏ tay ra. Bóc. Gà đây, em chơi vòng mới đây. Ừ. Em trả thù cho chị đi, lần này em phải được. Đây này, nhìn lại, vừa lấy cả nhát thôi, một phát ăn đây này. Ui, rồi. Đây này, chống mắt lên mà nhìn này. Ui, giời, không phải thua, lên này. Cái đội này gà đấy nhỉ? Còn non lắm. Bây giờ nhá, mình nhắm mắt mình còn thả chúng luôn cơ. Nhìn này. Ui. Sai ơi. Easy. Dạ, cái này hồ gươm sao ý? Hồ gươm cái gì nào? Mang tay đây. Vạch ra, tư túc là hạnh phúc. Não này. Bạn búng tôi nhẹ thôi nhá. Không có cái sự khoan hồng nào cả. Cái này, mày bị bắn mà mày mất cười được à? Hả? Mày thích cười không? Mày cười này. Nào, chơi một phát cuối không? Bắn này là bắn cân thắng bại đi. Chơi. Mình phải phục thù chứ các em. Thể nhá, phát cuối, tôi mà không thắng thì tôi không chơi nữa. Xả trời nữa. Thôi được rồi. Lần này nhá, tôi mà không thắng thì tôi không chơi nữa. Trời, đen thế nhỉ? Em gánh. Em mồm điêu. Em gánh à? Em này có gánh lặng ở hai vai của em không hả em? Em gánh ba người lại kiểu gì? Trời. Cái đội này trên non đấy nhỉ, bây giờ nhá. Mình không nhắm mắt nữa, bên mình quăng lên này nó nhanh à. Ê bạn ơi, cẩn thận quăng vào đầu tôi nhá. Yên tâm. Cái này tôi siêu lắm, bạn yên tâm. Ok à? Trời ơi, đẳng nó là cấp luôn chứ lị. Lạ thật, chơi 3 lần thắng cả 3. Nào, thì bây giờ nhá. Liệu nó có ẩn thuật gì không em? Không nói nhiều. Vào đây, 4 người chụm đầu vào đây luôn đi. Búng một cái thôi. Gầy thế nhỉ? 4 người chụm đầu vào đây. Búng một cái rồi nào. Này thì đây này. Bực thế nhỉ? Hay là thằng này chưa được? Hay là nó dẫn lần mình nhỉ? Bực thế nhỉ? Thằng này, nó chơi 3-4 lần đều thắng. Không biết nó không phải người bình thường không nhỉ? Trang, em thấy sao? Nó phải người bình thường không? Đúng, nhưng mà anh nói gì ấy? Em phải bảo đúng ấy chứ. Đúng. Nó chơi 3-4 lần nó thắng rồi. Đúng rồi. Đúng là cái bọn gà con đi lon ton đít môi son đấy. Lên rồi đây quá là gà. Một lũ gà. Ngứa đòn đấy. Bắt đầu đấy. Ngáo nhỉ? Chị nào nhỉ? Liên! Chơi bật này, ứa đòn này! Khoan đã! Đã xong đâu, còn một trò nữa cơ mà chưa gì hết. Dịch đấm người ta, đúng không? Thích đấm không? Lại ngứa đòn tiếp trò gì? Em nói luôn đi! Bây giờ tớ là còn một cái trò gọi là trò ném non. Ném non là cái gì? Tớ chỉ biết ném non thôi chứ không biết ném non. À thế à? Thôi nói ngắn gọn hơn là ném chai đi. Ok à. Biết chơi trò đấy chưa? Hiểu. Là cầm mình cái chai ném hả? Hay gì hả? Mình cầm cái... ở đây có mỗi chị bơ có dép à? Thôi, mình cầm cả giày cả dép ném cũng được. Ai ném đổ thì là người đấy sẽ là người thắng cuộc. Thắng thì được cái gì? Thắng thì được gì à? Tí tớ về shop anh Bình Quy Thành mua cho bạn đồ chơi được chưa? Nhớ nhá. Ok bạn nhá.
Chơi. Mình phải phục thủ em nha. Ok chị ạ. Lần này phải phục thủ. Cũng để đó. Let's go. Đúng. Như thế này được. Oanh tạc. Rồi mọi người xếp hàng nhá. Đây là tứ, để tứ đặt chai nước xuống đây nhá. Chai nước chỗ này có lỗ, mình đặt đây thì có một giời mà lém trúng. Được ăn mình dễ. Còn non lắm. Rồi. Lém đây anh em ơi. Huy, giày của em to thế kia, thoải nào em cũng ném đổ cái chai nước. Em ném trước đi. Được. Em xin xung phong là người đầu tiên ném trước. Nhìn đây này, tiểu lý phi đao không bằng tao phi dép, nhầm phi giày. Một. Nhưng mà không đổ. Ý, giày anh Huy to như thế kia mà không ném đổ được. Nhìn em này, một lần duy nhất thôi nha. Ôi giời, ném còn không đến nơi ấy. Xui thôi. Ui giời, hai đứa kia nó gà thôi em ạ. Nó gà thật chị ạ. Chị có dép, để chị. Nhìn chị đây hay, này. Hay hay, để em ném trước cho. Thôi thôi, nhường chị. Thôi được, cố lên nhá. Chơi trò đen thôi. Ui giời ơi, ba người không ném được nổi, đổ một cái lon. Tất cả chống mắt lên mà nhìn thế này. Chống mắt lên mà nhìn nhá. Ôi trời ơi, con không cả vàng ép trang. Anh có thích gì vấn đề rồi. Yếu hơn cả con gái. Những con gà đang tự chê nhau đây à? Hả? Định ăn cái hạt thóc này á? Làm gì có tuổi. Ăn được mấy món đồ chơi của anh Bê Quy Thành mà hóc thế. Thôi dẹp, chả chơi gì nữa, bực cả mình. Ái hù. Thôi đi. Giày của ai đây? Giày ông Tuấn à? Tuấn bị cho thôi à? Tuấn ơi, thôi đi. Vơ vẩn, chân mình thơm như thế này mới có một tuần chưa rửa. Chị Bơ, kiểm chứng cho em cái em nào. Ôi trời, tối thế. Quái lạ, rõ ràng đôi tất mẹ mình vừa giặt tuần trước. Đâu xem nào, thử xuống xem nào. Quái lạ, giày người ta sạch như này. Cái chai này nó có bị vấn đề gì hay sao ấy nhỉ? Tôi thử nhấc lên xem nào. Sao cái chai nó bé mà nó nặng thế nhỉ? Sao không dùng chai? Chị Vương, giúp đỡ em. Ui để em, để chị chúng mình cùng giúp. Mày to, mày đứng trước. Chị Bơ, đây có vào. Ôi trời ơi, chị Bơ, chị kéo cái gì đây? Chị Bơ, đi đâu đây? Chị Bơ, chạy đằng kia có vào. Chị đang kéo hết sức rồi đấy. Chị kéo ở đâu đây? Chai thôi mà có dịch gì phải như thế nhỉ? Đâu để xem có vấn đề. Có mỗi chai nước thôi mọi người không nhấc được cái nhỉ? Mọi người ơi, anh buôn chai bẩn nữa rồi. Đâu? Ồ, đúng có hố thật đấy. Ui, thôi toi rồi, cái đội kia biết mình chơi bẩn mất rồi. Ô mọi người ơi, đúng là có cái hố thật này. Thằng buôn này chơi bẩn rồi. Ui, thôi chạy thôi. Ui, chạy rồi chị ạ, ra đây, không được chạy. Ui, trời đất ơi, bọn này phấn nổ hết với nhau rồi, làm thế nào bây giờ? Buôn, đứng lại, mọi người.
Trời ơi, cho nó thôi để chị. Ồ. Chưa, mình à? Chưa. Mày cái mặt ra đây xem nào. Chưa rồi, tớ thì lỗi các bạn mà các bạn ta lỗi cho tớ. Thế thì bạn vẫn phải mua đồ chơi của anh đây quy thành cho tớ đấy. Đúng rồi, dậy đi. Nào, đứng dậy. Ngày thì đánh đau đấy chứ này. Đây. Tớ đầy tiền. Ui, cái vấn đề mà đồ chơi shop em đi quy thành em tớ thích em tớ mua cả shop luôn. Nhưng này có đủ không? Được à? Yên tâm, biên trí. Uy tín nhá, uy tín nhá, uy tín nhá. Thế thì chúng mình tạm chấp nhận được. Chúng mình đi thôi. Đi thôi. Đeo cái giày vào đã. Nhanh lên, nhanh lên. Ô, đi. Xem mình đâu rồi nhỏ. Ôi giời, cuối cùng cũng thấy cái dép của mình. Ừ, rồi mệt quá. Ôi cái gì nhỉ? A new playmate. Ôi, mami đang biết mẹ thôi. Chắc dạo này ấy, shop anh đi Quy Thành update nhiều đồ lắm nhỉ? Update là cái gì? Ôi, gì đây? Lúc này chị vừa đi nhặt dép, gặp con mommy đang nè, nó đuổi chị. Ôi, ló kia đúng không chị? Ừ, đúng rồi. It's been so long. Isn't this exciting, Poppy? Very exciting, mommy. Bây giờ phải làm thế nào? Chạy đi làm thế nào? Chạy. Con này trông mà nó cứ lằng hoàng thế. Con này nhìn như con nhện ấy bạn nhỉ? Con này mà nó quấn vào đầu và cổ một cái là tắt thở lên bàn thờ luôn. Nó thề lẽ cuối cổ. Ai súng đi? Súng dài, súng ngắn, súng to, súng nhỏ, giá siêu rẻ. 1 tỷ một cái. Ai súng đi? Súng thật á? Ông nào giao súng gì nhỉ? Mà nghe giọng này quen lắm. Giọng này quen thật sự luôn. Ôi rồi ôi, người quen. Ai nhỉ? Anh Thành với hai ưu giời tiên đi bắt súng dạo này. Anh sao này nhìn khác thế? Cái đây là anh Thành pha kê. Hay là anh em xin đổi anh Thành nhỉ? Ừ nhỉ? Giao hỏi xem sao. Ê, ông bắn súng rồi. Ông bắn súng. Súng đây. Sao từ sáng giờ ra mà không có ai mua súng của mình vậy? Súng sắc màu, súng đẹp, súng to, súng nhỏ, súng bắn bằng tay, súng... súng nào cũng bắn bằng tay cả. Ôi dồi ôi, có cả lựu đạn hình Doraemon rất là dễ thương. Cuối cùng chả ai mua nhỉ? Súng đây. Ui giời. Anh bắn súng rồi. Mày nhìn cái gì mà mày nhìn như kiểu chưa thấy người bao giờ vậy? Anh có phải anh biết Quy Thành trong truyền thuyết không? Không, anh biết Quy Thành là đấy thật. Anh bán súng đấy à? Có mỗi súng với anh ở đây, anh còn ra bán súng hay không bán súng thì anh bán cái gì? Anh bán thân à? Anh cho em hỏi. Tất cả chỗ này bao tiền? Tất cả chỗ này á, anh thì cũng không biết được đâu, nhưng mà mỗi khẩu này anh bán giá 1 tỷ vì các bạn xem video có xem quảng cáo đâu. Tết này anh đói quá, bây giờ phải đi bán súng dạo đây này. 1 tỷ cơ à? Để em xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tỷ. 5 tỷ, có 5 tỷ không? Đây. 5 tỷ của anh. Trông hèn hèn mà nhiều tiền thế nhờ, để xem nào, để em đủ 5 tỷ không nào. Đưa nhiều tiền thì đến bao giờ mới xong? Được có 50.000 bạn mà nó bảo 5 tỷ. Chết tôi, nó lừa mình rồi. Cuối cùng mình bị nó lừa. Trả tiền đi.
Quên mất quả bom, tí nữa thì mất 1 tỷ. Head to musical memory and mommy will get things started. Mọi người ơi, cứu em mọi người ơi. Mọi người ơi. Huy, đừng lại gần. Đừng lại gần. Bố mẹ ơi, con này con cũng mẹ rồi. It's been so long. Isn't this exciting, Poppy? Very exciting, Mom. Không có thời gian đâu. Rồi ôi. Ui, vào đây bạn ơi. Vào đây, vào đây. Tỉnh táo. Bạn làm sao? Bạn tỉnh chưa? Ui bạn ơi, tỉnh dậy bạn ơi, còn chiến đấu quái vật bạn ơi. Số mấy đây? Số 2. Ôi tỉnh rồi, tỉnh rồi. May quá, may quá. It's been so long. Isn't this exciting, Poppy? Ui, nó tiến gần lại đây rồi đấy. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Bắn thôi. Bắn nó. Tôi nghĩ là bây giờ mọi người chạy không phải là cách giải quyết. Đúng. Mình có vũ khí mà. Đúng luôn. Đứng dậy chiến đấu luôn. Đúng luôn. Thế trả thù cho ai Trang. Bây giờ phải bàn chiến thuật, mỗi đứa tách ra bắn đi, không biết nó túm mà nó tay nó dài lòng ngoằng nó ôm phát cả lũ vào đấy. Ô đúng. Chị to hay là chị bắn trước? Chú bạn này to hơn này. Đúng rồi. Thế cho Tuấn ra đầu kia. Chị Tuấn ra đầu này. Lên trả thù cho em Trang đi. Đúng rồi, lên đi bạn. Ui. Thôi, mình cứ đứng trốn ở đây trước đã. Ngu gì mà lên kia. Thôi, cho mọi người lên trước. Mình cứ ở đây mình làm giấc cái đã. Tính sau. Để chị lên yểm trợ cho Tuấn. Lên đi chị. Cố lên chị bơ. Chê. Cha dỗ. Anh em mình đi đâu bây giờ? Tôi nghĩ anh em mình cũng nên trốn đi, cho hai người chiến đấu. Ô, mình đi yểm trợ cho thằng Tuấn và tìm mãi không thấy thằng Tuấn ở đâu nhỉ? I asked you to play fair and you cheated. Vào đây nhanh lên. Chị tôi đập cho chị Bơ bay màu rồi. Sợ thuyền tay nó lòng ngóng đập phát lắp bé chị Bơ luôn rồi. Bây giờ mình phải... Ê nhưng mà súng của mình bé tí bé tẹo như thế này, làm sao mà bắn được nó nhỉ? Huy ơi, bây giờ mình vẫn phải ra cảm tử thôi. Nếu mà không ra thì nó không bắt mình thì mình cũng bị nó bắt đấy. Nói mình ra đi tính cái gì đấy, ngáo ngơ như con bò đeo nơ. Nói lại xem nào. Có nghĩa là nó không bắt mình thì mình cũng bị nó bắt đây. Nó không bắt mình thì mình cũng bị nó bắt. Thì bây giờ mình phải bắt nó thì nó sẽ không bắt được mình. Đúng luôn, chuẩn. Chẳng có nói ra. Hiểu chưa? Bây giờ leo lên xúc phong. Đi rồi đi. Bắt nó. Quái vật đã trả lại cái gì cả bạn ạ? Chỉ con non tôn mông đít tròn. Quá yếu, quá là yếu luôn. Tôi nó luôn. I asked you to play fair. Sao nó lại đứng được dậy đấy kia? Ôi, sao nó còn mạnh hơn chứ? Bà ấy làm sao bây giờ? Chạy đuổi. Ôi dồi, bán đi này thì Tết này bánh trưng không có nhân rồi. Ơ chính là hai cái đứa kia mà nó mua súng thì nó chạy cái gì kìa. Có gì á? Quái vật à? Mình có lựu đạn. Giời, quái vật gì mà ném cái chết luôn.
Thôi rồi kệ nó đi, mình phải đi đòn tiền cũng được. Ôi, đưa lại, nhận tiền đây.